Xin chào bà Võ Thị An ạ. Thưa bà, trước cái sự sụp đổ của công ty Liên kết Việt thì hiện nay dư luận đang rất là quan tâm, rất là lo lắng về cái hoạt động của các cái công ty bán hàng đa cấp. Vậy thì xin bà cho biết là trên địa bàn tỉnh ta thì cái hoạt động này thì nó diễn ra như thế nào? Theo cái thống kê của các cái doanh nghiệp thì năm 2015 thì cái doanh thu từ bán hàng đa cấp là đạt 121 tỷ đồng và có trên 12.000 người tham gia với cái mạng lưới bán hàng đa cấp và đã chi 29 tỷ đồng cho cái việc chi hoa hồng cho cái hoạt động bán hàng đa cấp. Nhìn chung thì các cái doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thì đã chấp hành đúng các cái quy định của pháp luật về cái hoạt động bán hàng đa cấp, tổ chức hội nghị, hội thảo và đào tạo tập huấn. Tuy nhiên thì cũng đang còn một số cái doanh nghiệp đang còn vi phạm các cái quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp như tổ chức hội nghị, hội thảo đào tạo mà không thông báo với Sở Công Thương hoặc là hoạt động không có được cấp phép. Trong cái năm 2015 thì trên cơ sở là đã đăng ký được xác nhận là 25 doanh nghiệp thì chỉ có 6 doanh nghiệp là có cái văn phòng tại Nghệ An và Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra. Thì trong đó thì có một cái văn phòng thì đã không đăng ký có cái giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp và đã bị xử phạt 80 triệu đồng. Ngoài ra thì đã kiểm tra có hai cái đơn vị đã vi phạm cái việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo mà không thông báo với Sở Công Thương. Theo bà, vì sao một số công ty bán hàng đa cấp bất chính lại có thể lừa được người dân và qua mặt được các cái cơ quan chức năng cũng như là chính quyền địa phương ạ? Tại cái nghị định 42 thì cái việc mà khi các cái doanh nghiệp có giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp được Bộ Công Thương cấp phép thì khi về hoạt động tại các địa phương thì có thông báo tại địa phương và được xác nhận. Tuy nhiên, việc có văn phòng hoặc là không có văn phòng đại diện tại cái địa phương thì không được quy định. Vì vậy mà chỉ hoạt động theo cái mạng lưới. Và trong cái quy định của luật thì cũng đây là một cái kẽ hở. Khi mà hoạt động mạng lưới về các địa phương thì chỉ có là thông báo là có người tham gia, họ tên người tham gia và số điện thoại mà không quy định phải có cái địa chỉ hoặc là cái xác nhận của địa phương. Vì vậy mà trong quá trình quản lý rất là khó khăn. Vậy thì ngành công thương có cái giải pháp như thế nào để có thể quản lý tốt hơn cái hoạt động bán hàng đa cấp này trên địa bàn tỉnh? Sở Công Thương cũng đã chỉ đạo cho Chi cục Quản lý Thị trường phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành, thị xã tăng cường và đẩy mạnh cái công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, đồng thời là phải nắm bắt được các cái thông tin từ nhân dân phản ánh và có cái kiểm tra kịp thời để chấn chỉnh và tuyên truyền cho nhân dân khi mà tham gia vào cái mạng lưới đa cấp. Bên cạnh đó thì sở đang xây dựng và sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành một cái quy chế phối hợp trong cái quản lý bán hàng đa cấp. Ngoài ra thì Sở Công Thương qua cái quá trình mà quản lý và cái hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thì nhận thấy trong cái quy định của pháp luật tại cái nghị định 42 thì 2014 của chính phủ thì đang còn có một vài cái kẽ hở tạo cái điều kiện cho các cái doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp để lợi dụng vào cái hình thức này, thì sẽ có cái kiến nghị với Bộ Công Thương có ý kiến để sửa đổi bổ sung các cái quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp. Trân trọng cảm ơn bà đã trả lời phỏng vấn một hai truyền hình Nghệ An.